xin thông báo với tất cả các anh em chủ lò và nông viên. Sáng hôm nay thì phía ban tổ chức chúng ta sẽ tiến hành khám lòng, khám xe và có bố trí một khu vực riêng. Hiện nay thì theo quan sát của tôi thì còn một số câu lạc bộ chúng ta chưa tiến hành đưa xe vào khu kỹ thuật khám lòng, khám xe. Xin mời chúng ta nhanh chóng đưa vào khu vực của ban tổ chức bố trí. Chúc biểu diễn em, chúc biểu diễn hả? Trình bày vậy thôi hả? Đề nghị anh Hưng liên lạc với một số câu lạc bộ chúng ta đem xe vào khu vực. Còn hiện nay phía ban tổ chức chúng tôi đang tiến hành khám lòng, khám xe và xin thông báo khám lòng là phải tháo ra cho nè, khám gì đó tháo ra mà khám mỗi một xe chúng ta để lại một kỹ thuật và một lò, một kỹ lò thôi. Đây, công tác là khám xe bảo vệ hỗ trợ mời những người nào không có trách nhiệm khám lòng, khám xe chúng ta di chuyển ra bên ngoài một xe là một người. Thank you.
đề nghị bộ mặt bảo vệ chúng ta hỗ trợ trong 2 ngày đầu tiên chúng ta nha. Hôm nay là cái ngày khám lồng khám xe nha các bạn. Tháo hết mấy cái đầu bò ra. Từ trên đó em đi xuống để đáp ra. Những ông thợ là cứng cửa hết trơn nè.
làm trợ lực rồi lại nè ha. Trợ lực một tăng chỉnh đồ làm rồi. Của mình thấy như là quận 3 phải không ta? Sáu rồi. Chiều nay chiến này lấy giải rồi. Ừ, em cũng cầu mong vậy á. Em chạy hả? Mình tháo ra vậy nó có ảnh hưởng gì ta, cho ta kiểm tra rồi gáp lại chiều chạy liền nó có ảnh hưởng gì không ta? Không anh. Nhưng mà nếu mà mình là lỡ mình sơ sức mình gáp bậy cái là thì cái đó do mình ẩu rồi. Do mình ẩu ha. Chút rồi cho mình test lại cái nữa hả? Đâu có cho test rồi thì mình nổ. Kiểm tra xong là rồi nổ máy là niêm phong lại đó hả? Ồ. Đây là làm dọn chiếc winner nè. Winner anh thấy hình như chừng có 5-7 chiếc rồi ta. 5 chiếc winner. Hy vọng chiều nay có chiếc lấy giải nha. Cũng xin thông báo với tất cả các anh em và nhân viên cũng như chủ lò và kỹ thuật viên. Chiều nay thì chúng ta có mặt trước 1:30 để di chuyển xe vào trung tâm. Chúng ta sẽ sắp đặt hai hàng cũng như là nhảy qua một bốn tết ha, quý vị. Và sẽ diễu hành hai dòng xăng. Xin nhắc lại lần nữa, chúng ta có mặt trước 1:30 để di chuyển xe vào xăng và chúng ta sẽ sắp xếp theo sự bố trí của ban tổ chức. Và lúc 2 giờ chúng ta sẽ tiến hành diễn hành hai lần xăng. Văn hòa hiện tại cũng thông báo với tất cả quý vị thì sáng nay ban tổ chức của chúng tôi có bố trí nước suối và khăn lạnh cho tất cả các anh em. Thank you.